Kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2022. Ngọc xin chia sẻ đến quý vị hai cái nội dung sau đây. Thứ nhất là cái lịch gửi cho thêm hai tiểu bang nữa về cái tiền thực phẩm khẩn cho tháng 5 năm 2022. Hôm bữa trước thì Ngọc chia sẻ nhiều tiểu bang rồi, hôm nay thêm hai tiểu bang nữa quý vị nha. Nội dung thứ hai Ngọc muốn chia sẻ cho quý vị một cái tin rất là shocking news. Nghe cái news này á là Ngọc cảm thấy thứ nhất là hồi hộp, lo và rất là bất ngờ. Bởi vì sao? Bởi vì sữa bột cho trẻ em, trẻ baby, trẻ infant mà chưa đến một tuổi đối với vị hiện giờ đang trong cái tình trạng khan hiếm và có thể kéo dài chứ không có đủ nguồn cung cấp cho thị trường trong cái thời gian ngắn này. Và khi mà nhắc đến trẻ mà trẻ infant đó quý vị thì cái độ tuổi này chủ yếu là uống sữa, ăn rất là ít ăn dặm, tại vì mình người lớn thì với lại mấy đứa mà lớn lớn tuổi ở độ tuổi đi học rồi á thì ăn món này ăn món kia, người lớn thì mình ăn lót dạ, không ăn món này thì ăn kia, đúng không? Mình ăn đói đói được, chứ mà trẻ em con mình ở độ tuổi này mà nó đói là mình sốt ruột chịu nổi. Thứ nhất là mình lo cho sự phát triển của trẻ của con mình, thứ hai là thế mà bình sữa mà 5 phút mà chưa pha xong là nó đã khóc ơi nổi rồi, mà kiểu như mà khan hiếm sữa, tìm sữa không có cho con thì sao quý vị? Cho nên là không biết là trên thị trường như thế nào, tại vì Ngọc không có đi shopping, nhưng mà Ngọc thấy trên những cái hình ảnh đó, những cái kệ này thì trống nhưng mà vẫn còn những cái lon này, không biết những cái lon này là những cái sữa đặc biệt hay như thế nào đó. Nói chung là trên thị trường hiện giờ đang khan hiếm như vậy, và rất là nhiều câu chuyện chia sẻ từ những parents, những bậc phụ huynh, họ nói rằng là họ đang rất là lo ngại. Chứ quý vị nhớ nè, nhớ giống như là cái hồi mà đợt Covid, đợt đầu tiên của tháng 3 năm 2020 là bắt đầu là toilet paper, paper towels, là cái thời đó giấy vệ sinh, giấy lau chùi này kia là bị khan hiếm, đúng không? Nhưng mà cái đó nó thật sự nó không có quan trọng bằng sữa bột cho trẻ em. Trẻ em ở độ tuổi này á thì một là bú sữa mẹ, hai là bú sữa công thức. Như vậy nếu như mà không bú sữa mẹ được mà sữa công thức cũng mà trời ơi, xong mà nghe thấy nó hơi lo, đúng không quý vị? Không biết là các anh chị các bạn mà nghe cái tin này ở nhà có chuẩn bị sữa cho con mình chưa? Ngày hôm qua Ngọc có đọc một cái comment, có một bạn nói Ngọc là sụp đổ hết rồi chị, em nói mà chị không nghe, chị lo mua đồ ăn cho con mình để dành đi. Thì khi mà Ngọc đọc cái comment này á, thực sự Ngọc nói ủa sao mà em này sao mà em lo xa dữ vậy, đồ ăn ở ngoài chợ đầy mà. Nhưng mà Ngọc lại không nghĩ đến cái chuyện là formula shortage như này. Thực sự nếu như mà không có sữa ở nhà, không lo mua sữa để dành, không có sữa ở nhà, con mình nó đói thiệt đó. Cho nên là nhiều khi Ngọc nghĩ là bạn này bạn nói chơi, nhưng mà có thiệt quý vị. Bây giờ người ta nói như thế này, cái tình trạng mà khan hiếm sữa bột cho trẻ em là đang diễn ra, và nó sẽ có thể diễn ra kéo dài hàng tháng và nó sẽ không chấm dứt sớm. Hàng tháng, trời ơi, một ngày chỉ cần 5 phút mà bình sữa nó tới trẻ là nó khóc lên ỏi rồi. Một ngày mà con mình không uống sữa là bắt đầu mình đứng ngồi không yên rồi, đúng không vậy? Mà bây giờ hàng tháng thì sao? Thì quý vị thấy rằng cũng có rất là nhiều trẻ em là bú sữa mẹ, nhưng mà cũng có những trẻ em là bắt buộc phải bú sữa bình. Thì ở Mỹ đó quý vị, thì họ nói rằng, theo thống kê thì họ nói 25% là bú sữa mẹ cho đến 6 tháng tuổi. Thì ở độ tuổi này là bắt đầu ăn dặm được ha. Nếu như mà không có sữa thì ăn cho ăn dặm bù bù. Nhưng mà không có sữa thực sự mà ngày nọ đến ngày kia thì sao quý vị? Không được. Nhưng mà quý vị nhớ là, Ngọc nhớ là trong cái văn phòng bác sĩ Nhi đó thì thường thường họ có những cái hộp sữa nhỏ nhỏ để sample formula để người ta cho tặng đó quý vị. Thì quý vị có thể là nếu như mà trong trường hợp emergency mình không có sữa thì gọi đến văn phòng bác sĩ để có thể là họ cho mình những cái hộp nhỏ nhỏ đó, mình chữa cháy cho con mình chút đã ha, rồi mình tính sau. eBay hiện giờ có hai cái câu chuyện mà người ta kể là người ta bán trên eBay quý vị 8 lon sữa bằng $800.
họ kê giá lên quá trời luôn. Dù cho là trong cái trường hợp này, ví dụ như là mình có cái nguồn hàng, có thể là tại vì do cái số lượng nó bán ra ít quá cho nên là mình sẽ kê giá lên một chút xíu, nhưng mà ai lại đi kê một cái mức mà ác ôn vậy quý vị? Trời ơi, kê mà kê kiểu vậy là kê hạt, kê gọi là nói chơi là kê thất đức đó quý vị. Cái này là mình gieo hạt nha, gieo hạt xấu á, gieo hạt xấu thì theo luật nhân quả thì không biết là sau này sẽ như thế nào, nhưng mà kê cái mức giá này là kê quá khủng hoảng. Ai mà làm như vậy quý vị? Nhưng mà có những cái trường hợp này mà Ngọc nghĩ những cái trường hợp này eBay họ sẽ lấy những cái listing này xuống. Quý vị nhớ những cái trường hợp mà hand sanitizer cái đợt đầu nó khan hiếm, quý vị cũng có rất là nhiều người họ đi mua, họ chạy từ cái store này qua store khác rồi họ đi mua, sau đó họ 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 bán lên eBay với một cái giá rất là cao, và dĩ nhiên là khi mà chúng ta cần thì chúng ta sẵn sàng chi trả những cái giá cao đó, nhưng mà sau này á thì những cái người đó bị phát hiện ra và eBay họ không có cho họ buôn bán kiểu đó nữa đó. Cho nên là Ngọc, nếu như mà Ngọc có sữa thì Ngọc sẽ không có bán với mức giá bán vậy, thất đức quá quý vị ơi. Cho nên là thật sự hiện giờ Ngọc cũng muốn nghe quý vị, cái gia đình của quý vị, nếu như có em, có trẻ em ở độ tuổi này thì quý vị có thể chia sẻ lại là cái infant formula shortage là nó có ghê gớm như vậy không quý vị? Tại nhiều khi mình chỉ nghe radio nói, TV nói, rồi báo nói, nhưng mà mình không có đi ra chợ. Mấy ngày nay thì Ngọc không có ghé chợ infant formula, cái quầy đó, cho nên Ngọc không biết là nó trống cỡ nào. Có thể chợ Target không có thì chợ Costco cũng có, chợ Walmart cũng có đúng không quý vị? Không biết là như thế nào, hoặc là quý vị ghé tất cả các cái chợ gần nhà của mình xem sao thử, rồi mình cũng thủ một hai ba lon, bốn năm lon sẵn cho con mình. Nhưng mà thường thường có thể là họ sẽ giới hạn lại, nếu như mà rơi vào cái tình trạng shortage thì có thể là họ chỉ cho mình mua 2 lon thôi đó. Nhưng mà mấy em ở độ tuổi này thì các em uống khá là nhiều đúng không? Ngọc nhớ con Ngọc á, hồi đó nó còn trẻ còn nhỏ đó, thì hai đứa đều uống sữa mẹ hết, hai đứa đều uống sữa mẹ hết. Đứa chị á thì uống tới 9 tháng, 4 tới 9 tháng, và đứa em á thì bỏ không được, đợi đến 18 tháng thì mới mẹ khóc con khóc sùm hết, 18 tháng mới bỏ được sữa mẹ quý vị. Đó, rồi đó là về cái infant formula shortage. Thật sự là Ngọc rất là shock khi mà nghe cái news này. Quý vị thấy rằng cái chart này, cái biểu đồ này, quý vị thấy là trong tháng 5 này, cái tình trạng khan hiếm là nó rất là cao. Và trên thị trường thì công ty Apple là chiếm thị phần rất là lớn. Nhưng mà quý vị nhớ rằng cái đợt vừa rồi á, là họ bị một cái vụ là có nguy cơ nhiễm khuẩn, cho nên là họ phải recall rất là nhiều formula. Đó, rồi bên tòa Bạch Ốc thì họ cũng nói rằng họ đang cố gắng hết sức để có thể là đưa ra thị trường, cung cấp lại những cái formula đủ cho thị trường, chứ gì nếu như mà số địch kiểu này thì rất là khó đúng không quý vị? Đó thì đó là những cái điều mà Ngọc muốn chia sẻ về cái shocking news này. Và cái nội dung thứ hai Ngọc muốn chia sẻ đó là tiền thực phẩm khẩn cho tháng 5 của năm 2022. Thì trong cái video gần đây nhất thì Ngọc chia sẻ về những cái tiểu bang này, và trong cái video này thì Ngọc sẽ chia sẻ thêm hai tiểu bang, đó là Massachusetts và Vermont. Massachusetts, đúng rồi, hai tiểu bang này. Thì cái chương trình tiền thực phẩm khẩn này đối với quý vị thì quý vị không cần phải apply gì cả, tiền nó sẽ tự về, ít nhất là 95 đồng mỗi tháng cho những gia đình có lãnh tiền SNAP, food stamp, tem phiếu thực phẩm, hay là CalFresh ở California. Thì đối với tiểu bang Vermont thì ngày hôm nay là cái ngày họ sẽ gửi, xin lỗi, ngày hôm nay, no, không phải ngày hôm nay, Ngọc Ngọc nhìn lộn, ngày 14 của tháng 6 năm 2022 thì họ sẽ gửi ra cái tiền thực phẩm khẩn của tháng 5. Như vậy Vermont quý vị phải chờ đến tháng 6 quý vị nha. Rồi Massachusetts thì cũng tháng 6, ngày 2 tháng 6 họ mới gửi ra tiền thực phẩm khẩn của tháng 5. Như vậy trong đầu video này thì Ngọc nói lộn, Ngọc tưởng là ngày hôm nay là ngày của tháng 5, nhưng mà không phải, nó để đây là tháng 6, June là tháng 6.
Vermont là tháng 14 tháng 6, Massachusetts là ngày 2 tháng 6 quý vị nha. Và Ngọc cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành ủng hộ kênh của Ngọc. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Chúc quý vị sức khỏe và chúc các ba mẹ và ông bà gia đình mà có baby formula thì mình có baby trong gia đình quý vị thì mình có thể là tìm được cái nguồn sữa cho con mình quý vị ha. Chứ còn nếu như mà trong nhà mà không có sữa cho con bú thì thật sự là đứng ngồi không yên thiệt. Đó, mình có thể liên lạc quý vị nhớ nha. Con của mình á thì đầu tiên là có nếu như mình lo lắng về sức khỏe của con mình á thì mình phải liên lạc với lại bên bác sĩ Nhi trước, rồi sau đó có thể là họ sẽ khuyên mình những cái lời coi thử. Nhưng mà trước tiên là mình phải chạy hết tất cả các chợ, mình bây giờ eBay nó bán mắc một chút xíu, Amazon bán mắc một chút xíu thì mình cũng phải mua. Có còn hơn không thì mình có thể là mình bớt chi lại những cái khoản khác, mình dồn cái phần quan trọng nhất cho con mình thì mình có thể là chi trả. Nhưng mà thực sự những ai mà bán 8 lon sữa cho 800 đồng á, thì thật sự bán kiểu đó, bán cắt cổ kiểu đó luật nhân quả quý vị. Ngọc rất là tin vào luật nhân quả, cho nên là làm những cái chuyện đó thì Ngọc không làm được. Thì Ngọc xin dừng lại cái video này ở đây quý vị ha. Xin chào tạm biệt quý vị. Bye bye.